hai luôn ha. Ừ. Có hồn đã cô đơn xa xăm, đứng ở đâu cứ sao một mình. Ai chẳng đã cùng thân tình, qua những đau với ta. Có chỉ gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mất tâm hồn mình. Tay con trai thất tình, buồn làm chi hỡi em. Ok, hôm nay thì sau khi chúng ta học đàn được 6 buổi thì anh muốn làm một clip để anh em nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau một chút. Chúng ta đừng nặng nề. Và thực sự là anh cũng, các em bảo thôi để buổi sau để chuẩn bị, nhưng mà anh không muốn chuẩn bị với lý do. Thứ nhất là anh muốn các em trả lời một cách tự nhiên nhất. Được chưa nhỉ? Có thể là mình trả lời nó chưa được vuông tròn như là mình chuẩn bị, nhưng mà nó là thật tâm nhất. Tại vì anh muốn có một clip, cái mục đích clip này anh không biết mọi người sẽ nghĩ như nào, nhưng mà trong tâm anh chỉ muốn là những người đâu đó nhìn thấy sự đồng cảm trong các em, đúng không, để người ta cố gắng. Tại vì đôi khi chỉ vì một cái sự đồng cảm, chỉ vì một cái động lực, người ta có thể tiếp tục cái đàn, nhưng mà đôi khi chỉ vì không có động lực, người ta có thể từ bỏ ngay cái lúc đấy được. Các em hiểu ý không nhỉ? Thì bây giờ lớp mình còn 2 thành viên nữa, 2 thành viên tập tốt nhất lớp. Ok, thì hôm nay này không hiểu sao lại chắc các bạn bận thôi, xin phép từ rất lâu rồi đúng không nhỉ. Thì hôm nay người đầu tiên anh muốn nói chuyện là Vi. Ok. Tại sao lại cam biết đấy, Vi là một trong 2 bạn nữ trong lớp. Mà Vi so với cả Tiên thì Vi lại hôm đầu đến ấy, là 1-2 hôm đầu lại chậm hơn rất nhiều. Chậm hơn so với cả bạn kia, bạn nhanh thôi chứ không phải chậm hơn so với khả năng. Và anh thấy mỗi buổi Vi đến lớp rất chăm chỉ học, nhưng mà nhìn mặt có vẻ rất là lo lắng. Đúng nhỉ? Thì anh hỏi Vi một câu là lúc em đến khóa học này em đã biết một cái gì chưa? Dạ, thật sự là bữa học đầu tiên là em mới có, khi mà được anh giới thiệu về đàn thì em mới biết về cái đàn thôi, chứ trước đó thì em không biết gì hết. Em chỉ có một người bạn từng học ở đây đã đàn được rồi và giới thiệu em tới đây. Nhưng mà anh hỏi thật Vi, là trong cuộc sống em có phải là một người hơi thiếu tự tin? Anh hỏi thật luôn. Đấy. Tại vì anh thấy em có vẻ hơi rụt rè trong khóa học. Tại vì cái buổi đầu tiên anh có nói với các em là học đàn thì các em hãy thoải mái lên, hãy tự tin. Hình như anh có nói với các em câu chuyện của người Nhật, người ta dạy con đúng không nhỉ? Bản tính có thể thay đổi đúng không? Hãy cẩn thận với lời nói vì nó sẽ biến thành hành động. Hãy cẩn thận với hành động vì nó sẽ biến thành thói quen. Hãy cẩn thận với thói quen vì nó sẽ hình thành tính cách. Và hãy cẩn thận với tính cách vì nó sẽ quyết định tương lai của bạn. Như vậy là cái việc thay đổi tính cách là có thể xảy ra. Chứ không phải Việt Nam mình dạy nhau là giang sơn có đổi bản tính có rời, cho nên là em cứ thoải mái, em cứ giao lưu. Chờ một ngày em nhận ra, ố, mình là một người rất cởi mở, từ lúc nào không hay và rất là chân thành. Chứ không phải là mình cố làm ra cởi mở. Anh thì anh lấy từ anh luôn, 12 năm đi học anh là một thằng rất là, phải nói là mọt sách đi. Chỉ ăn, học, sáng dậy thể dục, học thuộc bài cũ. Anh không có khái niệm là giao tiếp đâu, anh rất rụt rè. Mà cái khoa của anh học, khoa marketing lại đòi hỏi phải giao tiếp rất tốt. Cho nên nguyên mấy cái tháng đầu tiên lúc vào học anh rất là, anh có gì đó anh rất là hoang mang. Anh rất sợ, thực sự là anh rất sợ, anh rất nhớ nhà. Anh thấy rất tủi thân, nhưng mà sau đó anh cứ kệ để thử nói chuyện với bạn bên cạnh đi. Đó là lần đầu tiên anh thử nói chuyện với bạn bên cạnh. Mà chủ động, dần dần tự nhiên mình nhận ra, ố, mình là một người rất là niềm nở từ lúc nào cũng hay. Đó, thì anh nói như vậy rất dài để anh mong Vi là, tại vì với anh, đàn guitar nó giúp anh rất nhiều. Kể cả về cái tính kiên trì, nhẫn lại. Thì anh hy vọng sau khóa học này, thôi thì cũng không cần phải tuyết tuyết quá. Nhưng mà mình có thể là mình tự tin khi cần thiết. Cái gì quá cũng tốt đúng không? Tự tin thái quá thì thành kiêu ngạo rồi, nhưng mà mình xứng đáng là như vậy. Tại vì sao? Các bạn biết không? Thực sự cái này là tâm sự 2 thầy trò thôi. Là Vi học xong buổi học thứ 4 là đánh được. Mặc dù Vi đánh được Happy Birthday to You rồi, chưa nhuần nhuyễn nữa, tại vì mới học được 4 buổi, mới học 2 tuần. Vi có tâm sự là, ui các bạn trong lớp tập nhanh quá. Mà thầy có lời khuyên nào cho em không? Thì thầy cũng bảo là em là một người tập không chậm so với khả năng em, thậm chí là rất nhanh. Thầy chỉ khuyên em là thầy em hãy cứ tự tin lên, cố gắng tập và hãy cùng nhau trao đổi với các bạn trong lớp. Tại lớp mình là một lớp mà rất là ok. Kể cả Hào hôm đầu anh nghĩ là Hào sẽ không, hôm đầu anh nghĩ là Hào là chưa chắc là đã tập tốt đâu, tại vì Hào hôm đầu là nhịp nhủng là linh tinh lắm đúng không, lại còn cái buổi quan trọng nhất thì nghỉ học. Nhưng mà sau hôm đấy anh lại rất rất là vui, là tại vì sau cái hôm nghỉ học của Hào ấy, là cái hôm về nhịp các bạn nhớ, thì Hào lại tự làm bài tập cũ
anh có bảo Hào xem clip này anh live stream ấy. Thực ra buổi live stream đấy là mục đích là anh muốn cho Hào xem được. Thực sự với lớp ấy, buổi thứ ba rất quan trọng mà Hào là nghỉ. Thế là cuối cùng lại tập được. Đó là vấn đề, ok. Thì rồi, ok. Hôm nay là buổi học thứ 6 đúng không? Em hoàn thành bài Hòn Đá Cô Đơn. Em hiểu về nhịp phách. Và trong cái buổi học thứ 6 học quạt trẻ 44 em quạt được. Đó. Các bạn có thể thấy rằng ấy, mặc dù bạn ấy tự tập, hình như là đến buổi học thứ 4, thứ 5 về nhà xem clip tự tập đúng không? Thì anh các bảo các em là khi các em hiểu về nhịp phách, em có quyền xem những clip của những người hướng dẫn khác, nhưng cũng phải chất lọc xem là họ có đúng nhịp hay không, hay là họ có hay không, đúng không? Và Vi đã đánh được một tí rồi. Nhưng mà các bạn thấy không, trên lớp bài Cảm Ơn Tình Yêu ấy, anh chưa hề bảo bắt nhịp bắt tông thì bạn ấy tự hát, các bạn thấy không? Đó là em hãy cố gắng, Vi hãy cố gắng. Thì bên anh hỏi em câu hỏi thứ hai là anh nhận được rất là nhiều ý kiến của các bạn gái, nhất là các bạn gái nhé, là gần như con gái gần như không tập được đàn, và khi tập đàn nó sẽ hỏng tay. Rồi là nhiều bạn gái inbox anh là không tin được rằng là bạn Tiên trong lớp mình học được 2 tuần mà lại đánh được bài Happy Birthday to You. Tại vì có nhiều bạn tầm 1 tháng rồi vẫn chưa bấm hợp âm. Thì không biết là nhanh chậm hay phương pháp, nhưng mà em có thể chia sẻ quá trình mà em đánh được bài đầu tiên là bài Happy Birthday to You. Em tập em về buổi học thứ 3 đúng không nhỉ? Buổi học thứ 3 là ta học về nhịp phách và ứng dụng bài Happy Birthday to You. Trong cái buổi học đấy thì anh có đến hôm nay thứ mấy các bạn còn nhớ không? Thứ 5 hay thứ 3? Thứ 3. Như vậy là đến thứ 5 đã trả được bài. Như vậy là sau 3 hôm, em tập thì em tập những cái gì, thời lượng như nào mà em lại tập được? Thực sự thì cái buổi học ngay buổi thứ 3 đó là buổi học đầu tiên mà em phải đứng đây. Ví dụ thì lúc mà em ở trên lớp em không theo kịp được. Tại vì em chậm lắm. Em chỉ lúc mà khó khăn nhất là từ nhưng có hiểu không? Dạ hiểu. À rồi, ok, không hiểu đâu chứ. Nhất là từ cái lúc mà chuyển đô trưởng sang son trưởng đó, thì không có, em không có làm được trên lớp. Nhưng mà lúc mà về đó thì cũng tập nhiều lắm, tập mà tới nỗi cũng tay cũng đau. Wow. Yeah. Nhưng mà tập thời lượng khoảng bao nhiêu phút một ngày? Bao nhiêu lần? Ngày thì em tập theo hứng thôi, lúc nào nhưng mà khoảng được tầm bao nhiêu phút? Em tập khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi và chia làm nhiều lần hay là tập một lúc luôn? Cũng chia nhiều. Chia nhiều lần đúng không? Đúng đúng như gì anh nói đúng không? Dạ. Tại vì nhiều người hỏi anh là anh tập bao nhiêu phút một ngày, tại vì cái thời gian đầu mới tập cách đây khoảng gần 10 năm anh không nhớ chính xác được, thế là anh phải phỏng vấn các em theo cái kiểu hỏi câu hỏi như vậy. Nhưng mà khi mà em vào nhịp thì em thấy khó khăn không? Vào nhịp thì em không thấy khó khăn khi vào nhịp. Lý do? Chắc là tại hiểu đúng không? Dạ. Em hiểu vấn đề đúng không? Dạ. Nhưng mà cái cách mà anh dạy các em cái về lấy tông rồi là về phách mạnh phách nhẹ về tiết nhịp xác định, em có băn khoăn cái nào? Lúc đầu thì đánh mà tại vì phách mạnh thì vô chỉ Happy Birthday. Bớt rồi phách mạnh đó. Dạ. Lúc đầu thì vô thì em cũng chưa có hiểu lắm, nhưng mà từ lúc mà anh nói á thì cũng bắt đầu biết về tập thì phách mạnh hay cái chữ bớt thì nó đúng hơn. Một câu hỏi ngoài gì à này? Dạ. Cái tinh thần học của lớp của anh hưởng đến cái việc học của em? Dạ có nhiều lắm. Nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm luôn. Cái câu hy vọng ở các lớp khác hoặc là các lớp sau này của anh có bạn nữ sẽ xem được clip này, thì tại vì anh có bảo với các bạn là lớp học thì anh không có chọn đúng không, các bạn vào đây rất ngẫu hứng, nhưng mà thường thì lớp nào mà chịu khó cởi mở thì lớp đấy lại học rất là nhanh. Lớp mình thì khỏi nói bá đạo rồi, như nào thôi không tâm sự chuyện nội bộ đúng không, nhưng mà lớp mình coi như Vi là một em út luôn đấy. Rồi ok, thì bây giờ cái con đường của chúng ta mới đi được 6 buổi, chúng ta có 16 buổi lận, như vậy mới đi được 1/3. Nếu mà so với tiến trình là em cũng như lớp đang rất tốt, và anh mong là em sẽ giữ được cái vấn đề này, đúng không? Những buổi sau ấy mà các em có xem bất cứ một clip nào trên mạng hay có vấn đề gì, hãy nốt hết lại. Tại vì có khi chúng ta đến lớp chúng ta nhìn mặt thầy lại quên, giống kiểu đang ốm đau bệnh tật nhìn mặt bác sĩ quên hết bệnh luôn. Mà lại hết bệnh luôn ấy. Thì chúng ta nốt lại, sau đó buổi học tới là các em giơ tay bất cứ lúc nào. Được chưa nhỉ? Đó, rồi tạm thời Vi xong đó. Bây giờ đến thành viên thứ hai là Đức Phong. Đức Phong anh rất bất ngờ khi mà ngày hôm nay buổi học trước do lý do là bị ốm đúng không, bị bệnh và bị bận rộn là chưa hoàn thành được bài Hòn Đá Cô Đơn Happy Birthday to You. Tuy nhiên là đến buổi học này ngày hôm nay thì lại hoàn thành rất là ok. Tí sẽ quay clip nhé, không nói mồm được. Và hôm nay anh cực kỳ bất ngờ nhá. Anh cứ nghĩ là Đức Phong có thể là biết rất là nhiều rồi, trước đó học rất là nhiều rồi này kia, nhưng mà em lại bảo anh là em chưa biết một cái gì khi đến lớp, và em còn nói một câu vừa nói xong. Câu gì? Em không nghĩ được mình sẽ đánh được đàn. Đúng không nhỉ? Thì nếu mà có một lời khuyên cho những người mới tập chưa biết gì
trong thời gian khoảng tầm gần 3 tuần rồi, thì em có cái kinh nghiệm gì em muốn chia sẻ của riêng em thôi, không học của một ai cả. Làm sao để mà em có thể có đánh được tốt như vậy? Em không biết nữa, tại em ở nhà em học thì hầu như là em toàn thuộc âm trước, em bấm âm xong em mới đánh. Thì đúng là cái anh dạy các em mà, anh có dạy các em là những người mới là phải thuộc hợp âm, chuyển đến nhuần nhuyễn rồi mới bắt đầu. Lấy tông là một này, gì nữa, xác định nhịp phách, phách mạnh, tiết nhịp đúng không? Chứ không phải là nhiều bạn là, cái câu trả lời của em ấy, rất nhiều bạn hỏi là tại sao em bấm được hợp âm rồi mà em lại chưa chuyển được hợp âm theo bài này kia. Là tại vì bấm chưa đủ nhuần nhuyễn với cả chưa hiểu về nhịp phách. Về cái vấn đề động lực, em có động lực gì không? Em có động lực trong thỉnh tập, ví dụ nhá, tập vì bạn gái mình thích này, lén tập này, có động lực gì kiểu như thế không? Không, em có như tập là vì đam mê. Em để học với đam mê thôi. À tốt, ok. Anh hy vọng là sau, à mà em đang làm một cái phòng thu đúng không? Anh rất hy vọng là những người sau khóa học này về vấn đề phòng thu em sẽ bổ trợ rất là nhiều. Sau này em nên nâng cao khi mà em học về gam, về scale, về điệu thức thì em có thể chỉnh được phone note rất là dễ. Đúng nhỉ? Rồi bây giờ kệ đi. Anh nghe nghe đi. Anh gọi nhỉ? Bây giờ người tiếp theo là... Đồng chí này bị lẫn tên rồi. Huy. Tiếp theo là bạn Huy. Đáng lẽ hôm nay nghỉ học đúng không? Hôm nay không hiểu sao lớp mình có nhiều người bận thế, nhưng mà ô sao hôm nay lại không nghỉ học nữa, em bỏ đám cưới luôn. Dạ, không, thật ra là đám giỗ nhưng mà tại vì em thích quá, em cứ nghỉ một buổi em cảm thấy là dạ, em sợ bị tụt lại phía sau. Không, em nghỉ một buổi thì anh có thể dạy bù cho em mà, nhưng mà kiểu như thích các bạn quá. Dạ, với lại thường là buổi sáng uống cà phê với các bạn. Ấy giời, thành niên quen rồi đúng không? Thói quen không dễ từ bỏ một thói quen khác biệt. Rồi. Thì anh cũng nói Huy là nếu mà lần sau mà bận quá thì em nghỉ em cứ báo anh sẽ hỗ trợ em. Anh là một người thầy, anh có thể khẳng định anh có thể tâm lý được về vấn đề đấy. Chẳng qua thầy giáo này, hôm trước là nghỉ buổi học 24, bài học đã có đơn, định ghép vào lớp mà thứ 2 thứ 6 nhưng mà thầy giáo bảo luôn là đến lớp học thì làm được luôn rồi, khỏi phải ghép. Chứ nếu không ghép vẫn cho ghép mà, vẫn tạo điều kiện đúng không? Đâu có phải để các em sợ đâu. Rồi bây giờ Huy, em lúc đến em biết một cái gì rồi? Dạ, thật sự là lúc đến em chỉ biết một vài hợp âm cơ bản thôi chứ em cũng chưa từng cầm cái đàn. Chưa từng cầm cái đàn nữa. Tại vì anh thấy em trong lớp so với các bạn chuyển hợp âm rất là nhuần nhuyễn. Dạ, tại vì em tập ở nhà rất là nhiều. Dạ. Giống như là em cũng thích ca hát á, cho nên nhiều khi tắm cũng hát, rồi đi xe máy cũng hát, nói chung hát mọi lúc. Nhưng mà đi toilet ra không? Ôi giời. Mà lúc đấy em có cảm giác nó khác bình thường không? Thì về vui vẻ thôi. Bây giờ anh hỏi Huy một câu nhá, tại vì anh thấy Huy bảo là Huy đã từng đi học nhưng mà học được có một buổi xong lại bỏ, đúng không? Thì em có chia sẻ thêm lý do hay là nguyên nhân gì không? Dạ, em thấy giống như là em thấy không có một cái quá trình đó. Nhưng mà em học ở đâu? Học ở trung tâm, không cần nêu tên nhé, cái này hơi tế nhị. Em chỉ cần nói là em học trung tâm đúng không? Một trung tâm ở phía trước bán đàn rất là nhiều, nhưng mà ở phía trên là dạy. Nhưng mà thường là dạy giáo viên là một người thầy. Người thầy, nhưng mà em thấy lớp học viên rất là đông. Đông quá đúng không? Lại có tiếng quạt gió rồi này kia, nó lẫn những âm thanh bên ngoài nữa. Nó phòng cũng được kín như trong đây. Mà học một buổi đã bỏ rồi. Tại vì thực ra là anh nói thật luôn là rất nhiều người xin vào lớp ghép mà anh bảo là lớp 7 người là anh đã cố rồi. Tại vì anh nghĩ là khóa cơ bản anh mới cho thôi. Tại vì anh nghĩ là cái vấn đề nó nằm chỗ này, các em phải tưởng tượng nhá. Một thầy 6 học sinh với hai thầy 12 học sinh nghe là như nhau đúng không? Như khác đó, 12 cây đàn vang lên cùng một lúc nó rất đau đầu. Chưa nói là cái tính đoàn kết nó không có, mà các em, anh vừa nói chuyện với Vi ấy, cái động lực của lớp rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi tiền anh thích đúng không? Ai có lúc bí, anh giờ cũng đang bí, nhưng mà anh rất là muốn dạy các em nó không cần quá đông, nhưng mà các em ít nhất là phải biết được mặt nhau. Các em có tin không, có những trung tâm học sao không biết mặt nhau. Rồi ok, nhưng mà anh hỏi thêm về cái trung tâm đấy, là em tự tìm hiểu hay lý do tại sao em đăng ký để rồi học một buổi em lại nghỉ? Dạ, thật ra thì em đam mê guitar rất là lâu rồi. Em rất là thích, mà tại vì thường thường là hát thì chỉ hát thôi, giai điệu lên thôi, chứ mình thích là mình tự đàn tự hát. Thích tự đàn tự hát đúng không? Dạ. Nhưng mà ok, nhưng mà hồi đấy em biết anh chưa? Dạ chưa. Ok, nếu mà biết nhau thì thì em thấy trung tâm nó cũng không hỗ trợ đàn cho sinh học viên nữa, mình phải tự chuẩn bị đàn. Wow, như thế mưa gió thì vất vả. Sài Gòn hay mưa mà. Tới khi mà em biết chỗ anh Tiến hỗ trợ đàn guitar, em thật sự rất là bất ngờ luôn. Tại vì trước đây em có mua một cái đàn sẵn để anh tâm sự với em là từ hồi đi dạy giờ cũng rất là nhiều năm rồi. Khóa học nào mặc dù anh có những lúc anh hết tiền nhá, anh phải vay tiền để mua đàn cho học sinh tập. Và đàn của học sinh tập của anh không phải đàn vớ vẩn, nó không phải cái đàn khoảng 200-300 rồi một tút đi tút lại đâu. Các em thấy đàn đều là đàn mới thôi.
và bấm rất là sướng. Nhiều người buồn cười đến đi học còn bảo là thôi em phải vô đàn luôn để bấm sướng quá. Hỏi ra, ok, cái đấy là ngoài lề rồi nhưng mà ồ thế này em lại làm anh bất ngờ đấy. Tại vì không hiểu sao anh nhầm em với một bạn ở trong lớp khác là bạn Đình Toàn hay Đinh Toàn ấy. Là bạn đã biết một tí rồi, nhưng mà bạn sai nhịp, anh bảo anh sửa cho bạn ăn, ok rồi. Anh lại nghĩ là em lại biết trước đó anh em đã đệm hát rồi, nhưng mà thế là bất ngờ với anh. Tại vì vừa anh thấy là em ngồi em đánh vào nó có đơn rất là nhanh nhỉ. Thì em anh lại phải hỏi thêm, em thêm một câu. Tại vì rất nhiều người hỏi anh hỏi luôn học sinh của anh rất khách quan thôi, là đối với những người ham tập như em thì một ngày em tập bao nhiêu nhiêu lâu? Thời tập, lượng tập khoảng thôi. Tập em tập thường thường là tập buổi tối mà một tập mỗi lúc mỗi nơi, lúc nào đánh là em lại. Đúng rồi, rất tốt. Đấy là đấy đúng cái anh nói ở đây, nhưng mà em có ước lượng được một khoảng một ngày em tập được bao nhiêu thời lượng? Một ngày chắc em tầm khoảng 2-3 tiếng. 2-3 tiếng đó, nó không phải quá nhiều đúng không nhỉ? Có nhiều người tâm sự là một ngày tập 5-6 tiếng mà vẫn không đánh được cái gì mấy. Như vậy là phương pháp quyết định nhiều đúng không? Phương pháp quyết định nhiều đúng không? Ok, tại vì sao em biết không? Tập 5-6 tiếng chưa chắc tốt. Nếu mà phương pháp không đúng hoặc là đối với những người đầu không tốt, tại vì nó hỏng tay. Ồ anh có nói với học sinh của anh, anh kiểm tra tay luôn mà, không có ai bị đen xì. Tại vì nó có một cái trào lưu trên mạng là ấp một cái tay rất xấu, chảy máu rồi toét ra, rồi con gái luôn, xong rồi đây mới là yêu đàn. Nó hơi phiến diện đúng không nhỉ? Có thể là lý do thì anh chưa biết, nhưng mà đâu có phải tay xấu mới là yêu đàn. Nên các bạn gái nhìn và phát là thậm chí có rất nhiều người nếu mà tập họ lại thành tài luôn, họ lại thành một cái người đánh đàn rất tốt, nhưng mà chỉ vì nhìn thấy họ sợ. Vi, anh hỏi lại Vi một câu là tay Vi có bị sao? Sợ nó hơi chai chút xíu. Nó có bị đen xì không? Đấy, em bị tay vẫn rất đẹp đúng không? Và anh chia sẻ nếu mà tập nhạc cụ thì tay phải bới nhiều nên là tay nó sẽ có xu hướng dài ra. Cố lên. Mấy cả mua được cái đàn tốt nữa, mua cái đàn số anh 2,5 triệu đúng không? Hay là 3,5 triệu? 3,5 triệu. Đó. Ok. Ok, bây giờ thầy giáo này thì trên mạng, trên group nói chuyện rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ mà cùng nhau hỏi thầy một câu là đúng không nhỉ? Thầy giáo đúng là một người thầy rất là giỏi, đừng đùa, đi sang nước ngoài, đi sang Hà Nội suốt, không phải đơn giản được. Trên cương vị là một người thầy. Thầy Hùng lớp mình là một người thầy rất là giỏi, rất là có tâm thì mới được người ta mời. Thì bây giờ hôm đầu ấy, Hùng biết không, mình rất sợ là mình sẽ không làm tròn trách nhiệm với Hùng. Mình rất áp lực. Đây là rất chân thành nhá. Lý do sao áp lực? Một là đều là thầy, cho nên là nhiều khi mình không làm tốt được cái trọng trách của cái nghề nhà giáo là mình rất là ngại. Thứ hai là Hùng có tâm sự với mình là Hùng gần như là chưa bao giờ hát, mà khóa học về điểm hát mình rất lo nhá. Thứ ba, Hùng tâm sự là Hùng không biết mình từ trước. Được người bạn tặng một cái đàn, cúi vào trong nhìn tem trong thùng là Tiến Nguyễn mà đến đây, cho nên càng áp lực. Tại vì là thường thường những người đến đây biết mình trước rồi thì nó có một cái sự gì đó nó thoải mái hơn một chút xíu, đúng không? Thì đến ngày hôm nay mình vẫn nhớ là có một buổi học thầy không đi được, là một buổi học rất quan trọng của bài đá cô đơn, nhưng mà buổi sau lại hoàn thành được luôn trên lớp. Buổi bài đá cô đơn là buổi học thứ tư, buổi thứ năm là thầy lại đã đánh được vào đấy rồi. Thì thứ nhất là phải hỏi luôn thầy là thời lượng thầy tập bao nhiêu, tại vì thầy là người rất là bận rộn. Thời lượng một ngày thì tập được khoảng bao nhiêu phút? 9 giờ tối. 9 giờ mình tan ca. Mới tan ca dạy đâu, mà 9 giờ 10 chưa ăn uống thì 9 giờ 10 cho tới khoảng tầm 10 giờ hơn gì đó, 10 giờ hơn chắc cũng không tới 1 tiếng. Có những cái trường hợp mà đặc biệt thì chắc được khoảng tầm giống như phần quạt trả là học thứ năm buổi trước. Quạt trả là bị nghỉ một buổi. Ok. Quạt trả bị nghỉ buổi thứ ba. Thầy giáo bị nghỉ 2 buổi đấy. Quạt trả 3 buổi, quạt trả 3 4 á là thứ năm tuần trước là xong. Thì cho tới tối hôm qua là mình mới bắt đầu tập. Wow. Mà tối qua trả bài trên mạng thì nó bị vấn đề thôi, là cái lực tay với khoảng nhấn nó chưa được tinh tế, cho nên là nghe nó không được ok. Nhưng nhịp phách là phong tay được. Mà hôm nay về tập thêm dậm chân nhé. Hôm nay hiểu phương pháp dậm chân đúng không? Hỏi thêm một câu nữa. Trước đó chưa từng hát mấy, mà sau khi mà học lớp được khoảng buổi thứ hai là bắt đầu thấy thầy giáo rất là năng nổ hay hát. Thì có một cái niềm động lực gì không? Không, cái quan trọng là làm chỗ anh em. Là mình nằm trong một cái tập thể hòa đồng và thoải mái, wow. Mình cảm thấy thoải mái. Tại vì Vi lúc đầu bản thân cái buổi học đầu tiên Vi cũng rất là ngại, tim cũng rất là ngại. Sau hai buổi học thấy mọi người thoải mái với nhau cũng hát thoải mái thôi. Đúng không? Ok. Rồi. Nhưng mà nói nhỏ một cái là khi mà mình học âm nhạc thì có giúp gì cho môn toán không? Thực ra thì về cái hứng khởi hay các thứ. Thì nếu mà theo chiều hướng của mình thì toán chỉ giúp cho nhạc. Đúng rồi, đúng rồi. Toán giúp cho nhạc, mà cái đấy mình nói trong một buổi học rồi đấy.
Còn đối với hiện tại thì cái những cái buổi thứ ba thứ năm này á, thì thấy công việc mình rất là bận, nhưng mà những cái giới hạn bỏ bởi vì nằm ở chỗ là sau mỗi cái buổi thứ ba thứ năm này, có thể là ngày hôm nay xong 12:30 ngày hôm nay mình vào làm việc ngay. Wow. Nhưng mà cảm giác rất là thoải mái. Ok, như vậy tinh thần rất nhiều. Nó có một câu hỏi nữa này, tại vì thầy giáo là một người cũng rất là nghiêm túc với nghề, cho nên là có phần chững chạc hơn so với tuổi, thì những cái bài hát của lớp ấy nó lại thiên về sinh viên, nó hơi kiểu xến xến, thì thầy giáo lúc mà tập có bị ngượng hay là có bị gì không? Tại đây cũng là câu hỏi của nhiều người, là tôi rất là nghiêm túc, bây giờ tôi học nhạc, tôi sẽ hát nhạc trẻ này kia. Không, mình cảm thấy nó hay. À, nó hay à? Ok, tốt. Nếu mà nó thấy bài nào chưa hay, nếu như hôm nay rất là ghi nhận là thầy giáo Hùng một bài này cảm thấy buồn quá, thôi mình bỏ, mình tập bài khác. Ok, rất là ok. Tại vì giáo trình của mình, các bạn thấy mình đâu có cầm giáo trình trên tay đâu, tùy từng lớp, được chưa? Giống như là hôm trước nghe mọi người bài Chiều Hôm Ấy. Hay đúng không? Xong rồi cắm tai nghe biết. Rồi ok, thế thì một người gần như chả bao giờ hát bao giờ. Khi mà hát những bài đầu tiên mà lại hát rất nhanh thì mình cảm thấy khó khăn nhất cái gì? Tâm sự thật thôi. Khó khăn nhất là này, nghe nhé, nhịp phách để lấy tông này, xác định phách mạnh, tiết tấu, tiết nhịp là cái gì khó nhất? Buổi thứ ba mình học về nhịp phách. Đúng rồi, buổi thứ ba mới học về nhịp phách. Nhịp phách thì sau buổi hôm đó là mình có hát chung cả lớp bài cô ấy từ hôm qua. À. Mình bị nhầm một cái phần nhịp, đúng rồi, nhịp ngân ngân. Rồi ok. Thì lúc đó mình có biết được là cái phách mạnh nó như thế nào. À. Làm sao để giải quyết cái vấn đề đó. Ok. Về nhà bạn có nghe. Về nhà nghe có đập được theo không? Đập theo. Đập theo đúng phách mạnh. Lúc đó bắt đầu cảm nhận được như vậy. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Sai nhịp nó nằm ở những chỗ ngân già. Người ta thường không biết là ngân chính xác bao lâu. Rất là ok đấy. Như vậy là âm nhạc khó nhất vẫn là nhịp nhỉ? Hôm trước mình có dạy một lớp thì mình có nói trong lớp đấy có hai bạn đang bị sai tông, thì mình có nói là cái lớp thứ ba thứ năm đúng là một lớp cũng may mắn, là tại vì chưa có bạn nào bị sai tông quá. Có những bạn bị sai tông nhưng mà sửa được. Nhưng mà trong âm nhạc thì có hai vấn đề là tông và nhịp, hai cái đấy nếu mà không hoàn thành được nó thành thảm họa. Còn các bạn đánh được đúng tông đúng nhịp, nhưng thỉnh thoảng các bạn bị chậm hay thỉnh thoảng gì là tại vì chưa nhuyễn thì chấp nhận được. Rồi ok, một câu cuối cùng. Trên cương vị là một người làm một nghề giáo nhưng mà dạy một cái bộ môn mà nó cũng hơi có phần hơi cứng nhá. Nó không phải là môn văn, nó cứng hơn môn văn. Thì khi học nhạc thì nếu mà là một người nữa cũng là thầy giáo đến đây dạy một môn toán mà muốn học, thì theo Hùng là Hùng có lời khuyên gì cho người ta không? Về chuẩn bị những gì hay tinh thần hay như nào, hay có lời khuyên gì không? Thực ra thì nếu mà với cái khả năng của mình hiện tại thì khuyên thì mình không nghĩ lắm đây. Tại vì nằm ở chỗ mình để mà gọi là tự tin, giống như hôm qua để quay clip trả bài thôi á. Là mình phải quay lúc đánh ngoài rất là bình thường, cảm giác rất là ok rồi. Anh nói ôi quay clip trả bài xem như thế nào. Nhưng mà đến lần thứ năm mới quay được. Tại vì đơn giản là nhìn cảm giác giống như có ai đang nhìn ra căng. Nhưng mà sẽ có một phần, nếu như mà trong trường hợp những người khác, thứ nhất là nếu như có thể tạo ra được một sự kết nối giữa cả lớp, điều đó tuyệt vời hơn rất nhiều. Ok. Điều thứ hai đó là cái thay vì một cái là mình có nguyên tắc là nếu như một ngày nào đó mình từ bỏ thì mình sẽ nghĩ tới lý do mình bắt đầu. Ok. Tại vì nếu như mà sẽ có những người sẽ tôi bận quá nên là tôi sẽ không làm. Thôi. Nhưng mà rất hiểu ý của thầy, nhưng mà mình có một câu chia sẻ với lớp cũng kiểu như vậy. Mình chia sẻ rất nhiều học sinh rồi. Khi mà mình phấn đấu thì mình hãy nhìn lên trên, núi cao sẽ có núi cao hơn. Khi mà mình cảm thấy mình muốn từ bỏ hãy nhìn xuống dưới. Có những người còn không có tay để mà bấm vào âm. Nhớ nhá, hãy nhớ cái câu đấy. Ở Việt Nam mình có anh Thế Vinh không có một bàn tay, đồng nghĩa mình vừa bấm vừa đánh tiết tấu trên một bàn tay, nhưng đánh được cả solo guitar không lời. Hay trên thế giới các bạn search đánh guitar bằng chân, có những người không còn một bàn tay nào để đánh. Nếu các bạn nói một câu là tay em ngắn thì hãy xem ngón chân có ngắn không, có khó tách ngón không, mà đánh solo luôn nhá. Thì lúc đấy mình lại có động lực. Nó giống như câu chuyện mình mới lên đại học. Lúc mà mình mới lên, mình khóc nhiều lắm. Mình đã tâm sự với các bạn, mình là một người rất là non trong cái kinh nghiệm. Nhưng mà lúc đấy mình có một lần mình tâm sự với cô giáo, mình bảo là chắc là em sẽ bỏ học đại học, em về nhà thôi. Em nhớ nhà, em nhớ cô giáo quá, đúng ngây thơ như vậy. Thì sau đó mình nghĩ là mình đã đọc một bài báo sinh viên tự tử vì không đỗ đại học, bố mẹ phải đau buồn như thế nào. Thì mình nghĩ ồ, mình dưới mình có bao nhiêu người không được như mình mà tại sao mình phải từ bỏ. Thế là mình lại cố gắng. Giống như các bạn ấy, mình không có ý gì để nói về mình, nhưng mà có rất là nhiều người ở bên Mỹ hoặc là bên Hàn Quốc rất nhiều muốn ngồi học trực tiếp, mình đâu có học được đâu. Mình chưa cần biết họ nhận được gì khi ngồi học trực tiếp với mình, nhưng muốn đâu được đâu, muốn mình quay clip cũng đâu có được đâu, tại vì mình đang quá bận. Thì mình lại cố gắng. Thôi, anh Tiến, mặc dù anh ấy bây giờ thì kiến thức này kia không nói, nhưng mà anh cũng đã xuất thân từ tự học mà anh còn học được.
thì mình, thì anh có sự đồng cảm với mình thì mình lại còn có anh Tiến, tại sao mình không học được? Trừ khi các bạn bảo em không thích đàn nữa thì mình thôi, mình sẽ ok em từ bỏ, anh chấp nhận. Nhưng còn nếu các bạn vì khó khăn gì mình sẽ hỗ trợ. Rồi còn một người cuối cùng nữa là Nhật Hào. Bây giờ anh hỏi em câu đầu tiên, lúc em đến đây biết cái gì rồi, cứ nói thật. Dạ, lúc ngoài đây thì em biết chuyện hợp âm, nhưng mà chuyện nó không có được cái là chỉ được chuyện mấy hợp âm? Chỉ được 4 hợp âm. À, chỉ 4 thôi đúng không? Nhưng mà chỉ được cái cá và cái phải em không có kết hợp được. Nói chung nhịp nó... Dạ. Nhưng mà vấn đề khi mà em chuyển mấy hôm đầu em có biết là em đang sai nhịp không? Dạ, biết. Biết là sai nhịp không làm gì đúng không? Em các bạn có biết tại sao Hào lại biết Hào đang sai nhịp không? Tại Hào hát được. Âm nhạc của nó là sự kết giao giữa hát và đệm. Ông này ông hát được, ông biết ông sai nhịp. Đúng không? Nhưng mà thôi bây giờ anh hỏi luôn, tại buổi học ngày hôm nay, buổi học thứ 6, em cái vấn đề về nhịp em đã còn bế tắc. Dạ, hết rồi anh. Hết rồi đúng không? Hết từ hôm mà em nghỉ học không? em xem clip của anh, em buổi tối đó ngồi, em ngồi xem clip xong tập từ đó bắt đầu quen nhịp rồi. Thằng này nói khôn thế. Biết từ hôm mà em nghỉ học, đúng cái hôm đấy về nhịp thì sao không biết. Nhưng mà thực sự là cái hôm đấy anh chia sẻ thực sự là anh lo lắng nhất cho em. Vì sao? Vì hôm đầu đến nó bấm được 4 hợp âm dễ à. Cái bài tập về mấy cái bài tập đầu đấy anh cảm giác Hào là kể cả lúc hát có những chỗ ngân vẫn bị sai nhịp. Đúng nhỉ? Mà anh còn nhớ hát còn bị lỗi phát âm nữa. À. Nhưng mà đến cái buổi đấy không yên tâm thế nào. Anh định là buổi sau nếu mà Hào tập kém soi lớp anh sẽ kéo Hào riêng ra, anh dạy riêng. Rất bất ngờ buổi sau trả bài. Ừ, đúng không? Thì ok, anh có lời khen đối với riêng em tại vì em đã cố gắng rồi, nhưng mà bây giờ anh hỏi em một ngày em tập có nhiều không? Dạ, một ngày em tập vào buổi tối khoảng tầm 2 tiếng. 2 tiếng? Dạ. Tập một lúc luôn hay là có dạ, tỉnh đang nghỉ? Một lúc luôn em. À, đấy cũng là một tập. Nhưng mà ok. Tập như thế cũng căng phết. Dạ, cứ ngồi để vào xong rồi lại. Tập không để ý gì hết, cứ lại vào. Em thích hát đúng không? Dạ, thích hát. Em thích hát. À, nhưng mà em đó chắc là nguyên nhân chính là em đi học đệm hát đó, hay là vì là em học đệm hát là vì muốn sửa nhịp? Dạ, trước đó thì em thích học đệm hát để hát đúng hơn, hát hay hơn rồi mà. À. Nhưng mà lúc sau thì em có xem một clip của cái bạn kia up trên YouTube ha, bạn đánh finger style ha. Lúc đó em biết là em thích finger style hơn là hát. À. Quyết định là đăng ký học lớp. Thế thì ok, em cứ đi từ cơ bản đi. Vì finger style thì ít nhất em phải có nhịp phát chắc. Dạ. Thì em lên finger style rất là dễ. Ok, vậy thì anh hỏi em một câu. Em có kinh nghiệm gì để mà vượt qua những cái buổi đầu lúc mà tập mà? Tại vì cái câu hỏi này câu hỏi chung nhé, về hỏi chung cả lớp luôn này. Câu hỏi đấy anh rất nhiều. Tại vì anh có bảo lớp từ buổi học thứ hai là buổi học sau là vào nhịp, đúng không? Nhưng mà để vào được nhịp thì em phải trải qua rất là nhiều cái cứng nhắc. Ví dụ em bắt đầu học guitar em có đánh những cái gì ngay không? Không, em toàn bấm những cái nốt đơn lẻ. Sao em toàn bấm hợp âm, em chưa đánh những cái gì? Nó giống như kiểu là thay vì 3-2 tuần các em đánh được bài này, thay vì em vừa vào phát em tập bấm hợp âm bài này luôn đánh luôn, và đến lúc hát tay chân hỏng hết và sau đó không lập được cái gì nữa, và em mất 2 tuần, em mất khoảng gần 2 tuần để chuẩn bị những cái rất là cứng nhắc là bấm hợp âm và chuyển hợp âm, rồi đến cái buổi cuối cùng phát đánh được luôn và sau này tập được hết về nhịp. Thì cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn nó cứng nhắc. Anh bảo các em phải làm sao mà vượt qua sự cứng nhắc đó, tức là vẫn phải bấm hợp âm mặc dù nó chỉ là bấm đó. Thì các em có kinh nghiệm gì để vượt qua giai đoạn cứng nhắc này không? Vì rất nhiều người vì là chả đánh cái gì nên chán và bỏ học. Đó. Thật ra lúc đầu em tập kiểu tập siêu trẻ luôn, tập cứ chẳng có gì hết. Đúng rồi, phải bấm. Nó khô khan lắm. Ừ. Tập quá ấy rồi xong rồi ngày hôm sau ráng tập lại thì lại thấy sự tiến bộ rõ ràng, theo kiểu mà tập trung là ngày hôm đó mặc dù rất là chén, mà quay ngày hôm sau là cảm giác sự tiến bộ, mình không thể thấy cảm thấy ngay lúc đó được. Nhưng mà nguyên nhân nào khiến em lại quyết định tiếp tục cái sự nhàm chán đấy? Để anh nói nhé, nếu mà là buổi học thứ hai là anh báo trước là nó sẽ nhàm chán mất gần 2 tuần rồi, nhưng mà trước đó chưa được học anh ấy. Yeah. Em chưa nói câu đấy thì làm sao để em chán mà em vẫn tập đó, cái câu hỏi. Dạ, có một thời gian em tập từ trước rồi, em tập trước mấy tháng trước rồi. Ừ. Tập được có vài hôm mà cái xong em chán quá không tập nữa, bỏ. Xong thấy cái gì cũng bỏ hết thì không, là em là một người thiếu tự tin á. À. Nên em không thể cứ không thể cứ cái gì cũng bỏ vậy được, mình phải cái gì đó mình tự tin hơn á. Nói chung là động lực của em là em nhìn thấy cái yếu của em và em cố gắng luôn. Okay. Em Gia Phong, trong cái thời gian đầu, ví dụ như từ buổi trước đến buổi này đi, buổi trước em chưa bấm được hợp âm, chưa chuyển được hợp âm của bé với tôi nhiều, buổi này em đánh được bài hoặc đã có đơn, thì cái động lực nào khiến em về quyết tâm như vậy? Chủ yếu là em đam mê với em cái này bổ trợ cho họ, em học nhiều. Đam mê độ trợ cho thu âm. Vì sao?
cái trong khoảng trước 2 tuần đầu lúc mà chưa vào học bài thứ 3, 2 buổi học đầu tiên nó chỉ có bấm hợp âm này, lên dây này, đúng không? Bấm chuyển này thì nó rất là cứng nhắc, bấm nó trả ra giai điệu, nó trả ra hát, thì lúc đấy em làm nào để vượt qua cái giai đoạn đấy? Tại vì cái tinh thần của lớp nó dạ. Theo. Với lại em thấy ai cũng tập tốt chứ em là... cũng áp lực nữa, tinh thần của lớp thì áp lực quá, chúng nó tập nhanh quá, đúng không? Vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng nó đến chúng nó cũng bằng mình. Nhưng mà cũng là ông thầy đấy, cũng ngồi ở cái lớp đấy, đúng không? Cũng trình độ mình, tại sao buổi sau nó làm được, mình chưa làm được, đó rất quan trọng. Nhưng nó là con dao hai lưỡi, nếu mà gặp những cái lớp mà thôi chậm chậm ơi, tập chậm đi, tao áp lực quá, dạo này bận quá, cùng nhau tập chậm là chết đấy. Thì thôi, không biết sau này lớp nó còn giữ tinh thần này không, nhưng mà thôi bây giờ em đã qua giai đoạn khó khăn rồi. À, chào đón em đến một giai đoạn khó khăn hơn. Là sắp tới là đảo phách, rồi là xử lý các thứ thì cố gắng nhá. Thế còn đây, ở đây sao? Giai đoạn cứng nhất. Giai đoạn mà anh vẫn nhớ là cái giai đoạn mà làm sao để bấm cái hợp âm này chuyển được đúng nhịp. Khó khăn lắm. Là anh ấy, là tại vì anh quá đam mê. Anh quá đam mê với cả... Anh biết trước là rằng là nó phải qua cái này mới được cái kia. Có nhiều người chưa bấm hợp âm nhuần nhuyễn nó vào bài. Chưa bấm hợp âm nhuần nhuyễn nó vào bài và sai bét nhẹ, nó nắn cái chỗ nhọ sang chỗ kia, nhịp nó xô dịch hết. Nhưng anh biết là điều đấy, tại vì anh cũng là người như Hào, anh biết hát. Anh biết nhịp là như nào. Không phải biết theo lý thuyết mà anh biết cảm giác là chỗ này phải chuyển, chỗ này phải hát như nào. Nên là anh may mắn, thế còn các em thì sao? Tới cái hôm mà em bị than thì hôm đó tiên ít cái lít. Thấy thấy nhục quá. Đôi khi là mình thấy nhục quá đúng không? Tiên ít cái lít. Các bạn có thấy, các bạn có nhớ cái buổi học thứ tư lúc mà học khoảng chẳng là 24 không? Đồng chí nghĩ là khiết linh đúng không? Rồi, lúc anh nghĩ... linh khiết. Xong. Anh không nghĩ buổi nào đó. Không, ý là cái hôm nay này. Các bạn có nhớ cái hôm mà quạt trẻ 24 mà chưa được một phút, chưa được một phút mà tự nhiên ông Linh ông quạt như điên như dại vào bài. Ủa mình giật hết cả mình bảo lớp dừng lại. Ủa Linh ơi, em tập cái này trước mà không? Ủa em tập cái này chưa bao giờ luôn. Đó, thấy không? Đó, cho nên là ý của anh là những cái phương pháp của anh đúc rút cho mọi người ấy, là anh đã lược bớt đi rất là nhiều thứ và anh cũng phải mất gần chục năm để anh đúc rút những phương pháp ngày hôm nay. Nếu các em học, anh có học 5 năm trước thì có thể phương pháp nó lại nó cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà nó sẽ chậm hơn bây giờ và anh sẽ tốn công hơn bây giờ, các em cũng tốn công nữa, các em phải quay lại clip như bây giờ thì các em đỡ hơn, đúng không? Rồi ok, thôi nói chuyện như vậy là cũng xong rồi, thì anh cảm ơn các em và thực sự từ trong tim anh rất là mong sau khóa học này bên cạnh các em nhận được kiến thức về guitar thì các em sẽ có thêm những người bạn. Chúng ta ở đây các em nhìn không, 5 người, 5 môi trường, 5 độ tuổi, 5 tính cách, đúng không? Nhưng mà chúng ta ngồi đây chúng ta đâu có sự phân biệt, thì hãy giữ lấy tinh thần này. Hai buồn anh. Ừ. Có hồn đã cô đơn xa xăm, đừng ở đâu cả xa một mình. Phải chăng đã cùng thân tình qua những đau với ta? Có chỉ gió bay ngang qua, khẽ nhẹ vuốt mắt tâm hồn mình. Tay con trai thức tình. Ok, em bị rồi, cái từ đá là lên chưa được cao đúng nốt là anh chỉnh cho rồi nhá. Nhưng mà phát âm, tất cả vẫn được, vẫn ình thì bị sai nhá. Một mình này, thất tình này, đúng không? Về mình bảo chị Google, chị dạy. Happy birthday.
nó lên không? Thử hào đi. Đúng rồi. Em có thể là quạt trước một vòng để lấy đà. Em có thể quạt trước một vòng này. Lớp thử xem là để bạn Hào bạn thử quạt nhịp 24 một trước dạy nhé. Vì là quạt 24 anh nói là rất khó so với quạt 34 đúng không? Bây giờ nghe Hào thử quạt 24 đi. Quạt một vòng lấy đà anh xem nào. Quạt đúng rồi. Là đầu tiên ghép à? À nhà ghép chưa? Ấy sẽ là đầu tiên ghép mà được, là hoàn tốt nhé. Thôi về cố gắng nhé, về nhà cố gắng là làm nó thoải mái đi nữa, làm nó thoải mái đi nữa. Cái này gọi là đây gọi là nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vừa mới học được khoảng 3 phút rồi. Thử nhé, thử thôi. Chứ bây giờ chưa tính là trả bài rồi, tại vì vừa học xong. Đô, la, thứ, pha, son. Nào, động thái đầu tiên là giải lấy tông rồi. Nghe nào. Đâu, chưa giải lại. Hạnh phúc. Từ hành thì sao? Hạnh cao lên. Ok đấy, thế về nghe thử bài đấy nhá. Xong đã trả rồi, trời ơi. Ok đấy.